xin chào anh em nhá. Này Miêu rất vinh dự được đón em tiếp anh em đến từ Hải Phòng lên setup một combo đỉnh cao của Mỹ trên cặp loa MR938. Miêu phối hợp đủ bộ luôn cho anh. Một cú đẩy Carao 3.6 Mỹ. Nếu chiều nay đỡ hẹn không về. Hay quá. Thì xuân năm nay nói MR938 thì hát thì cực kỳ phê rồi. Anh em nghe à? Tiếng micro bay bỏng ngọt ngào. Đặc biệt cặp loa này thì được tuyển chọn cho ông anh cặp mới luôn. Dù xa anh vui theo một số về nào. Mộng xuân là chim đỏ. Hát như sân khấu chuyên nghiệp. Bàn tay nâng lưu hoa vũ, bàn tay như hát giọt lệ tay. Em nghe. Em có nghe trời bao xuân chưa? Em nghe tiếng mic của nó. Tiếng sông từng giọt lăng vàng, chờ ngần lưa. Nên lời rất hay. Tép công nhôm đời chín anh em nhá. Anh quên hát bài nhỉ? Hát bài gì nhỉ? Mưa thương và mùa xuân đó có em.
Thiên ngày xưa nắng chưa ngả ấm bên mọi hai đứa anh vẫn về nhờ anh đánh anh em thì làm xa tình nghe cũng buồn lắm. Ngày đó đã xa rồi, thương tim sau em môi thoáng qua sông loa lại đúng hát vẫn đẳng cấp.